Xin chào anh em, xin chào các bác. Minh Audio Đông lại lên sóng những sản phẩm cực kỳ tốt để anh em chơi âm thanh. Đó là dây AV và dây loa. Dây AV hàng tồn kho của Đức, dài 1m9, giá 200.000 tại cửa hàng. Dây loa Montez của Mỹ, 100.000 một mét, dây rất xịn luôn để anh em chơi âm thanh. Các bác đầu tư không quá nhiều tiền nhưng đem lại hiệu quả cực kỳ lớn nếu về chơi về âm thanh. Bởi vì nếu các bác chơi những cái dây loa rẻ tiền, dây AV rẻ tiền thì độ trong về âm thanh, độ căng về âm thanh nó sẽ không bao giờ có được. Tôi dám khẳng định anh em điều đó luôn. Và nếu dây AV rẻ tiền thì cái đầu cắm theo thời gian nó sẽ bị mô ve, nó không tiếp xúc với âm ly hoặc là với lọc nhạc thì nó sẽ sinh ra tiếng sôi ù. Và đây cửa hàng có những cái dây AV và dây loa giá rất bình dân nhưng hiệu quả cực kỳ tốt, chỉ 200.000 một dây này. Đây, đây gọi là một dây anh em nhá, 200.000 một dây nhưng nó lại cực kỳ ngon. Nó ngon ở cái đầu cắm này này. Đó, cái đầu cắm này cực kỳ chất lượng. Nó dày dặn, nó dày dặn. Cái lõi của cái dây này nó xịn này, nó nhiều phần kim loại. Còn anh em đi mua những cái dây cho xi này, trước kia tôi chưa biết dây này, tôi vẫn phải đi mua cái dây này về để bán lại cho khách hoặc là mình dùng. Nhưng nó sẽ không bao giờ có cửa so với cái dây này. Mặc dù cái dây này nếu cùng tầm 1m8 nó cũng tầm 100.000 trên thị trường. Còn dây này thì dây hàng tồn kho Đức bán chỉ có 200.000. Rẻ hơn rất, có nghĩa đắt hơn khoảng 1-2 lần nhưng mà hiệu quả thì nó cực kỳ tốt. Cái dây này các bác cắm bao giờ cho nó hỏng được. Đó. Cắm bao giờ cho nó hỏng được cái đầu. Đó. Cái dây này thì nó cực kỳ mỏng manh này. Đó. Nó mỏng manh này. Các bác cắm nó sẽ mô ve, nó gãy nát thì nó không tiếp xúc, nó sôi ra tiếng sinh, sôi ra tiếng sôi ủ. Anh em hiểu không? Đó. Thì tội gì mình chả đi đầu tư một chút tiền mang lại hiệu quả cực cao. Ngày nào cũng gói gửi đi các bác này. Đó, rất nhiều. Ngày nào cũng gửi đi. Anh em gần thì có thể qua Minh Nhau Đưa Đồng lấy hàng trực tiếp nhá. Đó, dài 1m9. Không bao ship nha anh em nhá. Bởi vì có bác gần, bác ở xa, chẳng nhẽ tôi lại cộng thành 230 hoặc 250 và nó không ai. Ở Hà Nội gửi ship Viettel mất tầm 17.000. Ở nơi xa mất tầm 30-35.000 tùy theo các bác ở miền xa hay miền sâu. Đó. Còn đây là dây loa. Dây loa này thì bán tầm 5-6 năm rồi. Đấy, nhìn qua các bác nhìn thấy đầu này. Mình cảm giác nó ít đúng không? Mình cảm giác nó ít đúng không? Bề ngang nó tầm một ngón tay cái anh em nhá. Nó rất mềm, cái dây này tại sao tôi vẫn bán suốt bao nhiêu năm? Bởi vì nó mềm, mà màu trắng trông nó xịn sò. Trông nó nhìn nó phê ấy. Còn dây loa thì nhiều lắm, nhiều loại đó. Đây này, nếu các bác tuốt ra nó bên trong nó có bốn cái sợi tròn này, đó, bốn sợi tròn này. Còn đây này, nếu tuốt ở gần thì mình sẽ không biết là nó có bốn sợi thế đâu. Tuốt gần thì chỉ nhìn thấy nó như này. Đó. Tuốt gần nó trông như thế này. Đó. Tuốt sâu vào trong á thì các bác sẽ thấy bốn cái phần cuộn dây nó ghép lại với nhau. Hãng Montez của Mỹ, 100.000 một mét, đủ tiêu chuẩn để anh em sử dụng nghe hay, ngon trong tầm tiền luôn. 100.000 mét thôi. Anh em mua thì gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, địa chỉ rõ ràng, cửa hàng gửi Viettel đến nơi cho anh em. Ok chưa? Nói rất rõ, rất chuẩn, báo giá chuẩn anh em nhé. 100.000 mét, giả sử anh em dùng nghe nhạc thì tầm 4 mét đến 5 mét là các bác thừa sức dùng rồi. Một bộ nghe nhạc rồi. Thì mình đầu tư một chút thôi, nhưng hiệu quả nó mang lại thì cực kỳ cao đấy. Cực kỳ cao đấy anh em ạ. Nó sẽ trong, nó sẽ tròn âm thanh. Nó không có kiểu nghe hời hợt đâu. Nó nghe nó rất trong, tròn âm thanh. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại nha.